Con yêu ơi, con ngủ dậy đi. Trời ơi, cái đầu đẹp quá. Ủa, mỗi lần ngủ là tóc nha nè, cô chú nè. Tóc thì để làm gì? Để che mặt cho ấm như làm gì? Ấm mặt mùa đông. Nó ngủ là không có thấy cái mặt nó đâu, cô chú ơi. Không thấy cái trụ, trụ, trụ bức ở đâu, trụ, trụ ơi. Dậy đi. 11 giờ rưỡi rồi. Trời ơi, trong túi sơn móng trưng đẹp đứa rồi ta. Ủa trời ơi, trong ràng luôn mẹ. Ủa trời ơi, ràng của mẹ uống éo quá. Ủa trời, cái mỏ chu nữa hả? Ủa trời, cái mỏ chu. Cái mỏ chu trù. Hey, good morning. Good morning, sweetheart. Ủa trời, trời. Làm gì? Làm gì? Làm gì? Làm gì? Đầu bù tóc rối. Uống éo hả? Uống éo thì chuẩn bị dậy ha, đầu bù tóc rối. Phải sữa uống phải không? Uống sữa phải không? Không sợ không? Rồi nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Tóc cái thứ. Rồi tóc có một không, không hai cái này cô chú nha. Sữa, đúng rồi, uống sữa. Đúng rồi. Ui trời ơi, trời ơi, trời. Cái này là gì ta? Cái này là một ruồi hay gì đây? Một ruồi hả? Cô chú coi dùm cái tướng tướng số của một ruồi ngay chỗ này là có sao là một ruồi gì vậy cô chú? Coi tử vi tướng số dùm. Good morning. Ê, trời ơi, uống sữa đi con. Uống hết bình sữa luôn nha. Uống hết luôn đi. Trời ơi, cái mặt kìa. Con ngủ có ngon không? Không ngon. Không có sáng nào mà ngủ ngon. Sao không có sáng nào ngủ ngon vậy hả? Ồ, trời ơi, đục đàn đồ mẹ. Con rụt mỡ nên đục đàn rồi mẹ ơi. Giống nhau mẹ ơi. Cái gì giống nhau? Cái gần giống nhau. Cái lồng đèn giống nhau hả? Dạ. Giống ai? Giống giống cái chai. Giống cái cu chay. Ai làm lồng đèn cho chay? Mẹ. Đúng rồi, mẹ làm lồng đèn bằng cái gì? Rainbow. Con muốn rainbow mẹ ơi. Con muốn rainbow hả? Dạ. Đó, mẹ làm cho chay cái lồng đèn bằng lon đó nhớ không? Ở nhà đó nó nhìn đang ngồi ăn nhà hàng nó nhìn ra cái lồng đèn này nè cô chú, nó nói mẹ mẹ giống nhau hả, con muốn rainbow mẹ ơi. Con muốn rainbow phải không? Dạ. Ok, con muốn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trời ơi, chết rồi, muốn gì nhiều dữ vậy? Nhìn thẳng, nhìn thẳng. Muốn quá rainbow. Muốn quá trời rainbow luôn. Ông muốn 1, 2, nói tiếng Việt, nói tiếng Việt. 5 mẹ ơi. Sao mẹ làm nhà không chơi? Nhìn thẳng, nhìn thẳng, nhìn thẳng. Nhìn thẳng, đúng rồi. Look at the beach, mommy. Nhìn thẳng, chơi ơi, chơi. Nhìn thẳng là cái tivi. Mẹ, don't put me away, mom. Mẹ có push con away đâu, nhưng mà mẹ chỉ làm cho con nhìn thẳng lại thôi. Ngồi xích vô ghế để té. Look, mommy. Nhìn thẳng nè, chay chay coi mẹ nhìn nè, chay chay con coi mẹ nhìn nè. Đó, mẹ nhìn nè, con á, con nhìn vậy nè. Con nhìn vậy là sai rồi. Con nhìn về tivi mẹ ơi. Con nhìn tivi nhưng mà con phải nhìn thẳng, con nhìn thẳng với mẹ vậy nè. Đó, nhìn thẳng lên. Đúng rồi, giỏi, giỏi, đúng rồi đó. Con coi dạ tivi mẹ ơi. Trời ơi, trời. Con đừng có nói vậy, nó nói mẹ mẹ con coi bà già y điền, nó nói nó đang coi bà già, bà già. Mà cái cô kia ngồi ở bên kia kìa, mà cô này hình như không phải Việt Nam. Trời đất ơi, cô đó mà người Việt Nam là con chết con nghe chay. Trời ơi, Việt Nam kìa. Con nói nè, con nói nè, đâu Việt Nam đâu? Việt Nam nè. Việt Nam nè, ở đây nè cô chú. Nó ngồi nó thấy hả cái tiền tivi chiếu Việt Nam á, cái nó con mẹ con muốn đi này phải không? Đi đi về Việt Nam làm gì? Sức khỏe làm sao? Sức khỏe đánh ghê ghê làm sao? À, đi mua Phật hả? Rồi con về Việt Nam con gặp ai? Không phải đi mua Phật. Con về Việt Nam con gặp ai? Mẹ em đi vòng vòng. Muốn đi vòng vòng hả? Chú ra kìa, chú ra chú quýt kìa. Ở đây mà đi vòng vòng. Không có được đi vòng vòng. Ngồi ngồi không có được, để cái chân dưới đất nha, dơ nha, dơ rất là dơ ở dưới đất này đó nè con. Coi nè, mẹ đâu có dám để chân dưới đất đâu, thấy chưa? Ai muốn đi dưới đất là phải mang giày vô chứ không có được đi dưới đất. Ok,
mẹ đang để cái bên con là bình nước với chị Hoa ngày Tây đó, uống đi. Mẹ uống hết rồi. Đó cái đó. Đây cô chú ơi, ngày đầu tiên của em ấy vào lớp level 4 sẽ rất khó khăn, tại vì những anh chị này coi như là đã biết bơi hết rồi đó. Nhưng mà sẽ cho nó một cái sự cố gắng động lực. Tại vì á, biết sao, khi mà mình ở chung một cái lớp với những cái người mà giỏi hơn mình á, thì mình phải cố gắng để mình bằng ta, thì mình cái năng lực của mình sẽ tốt hơn. Còn mà khi mình ở cái lớp với những cái đứa mà nó chưa không có cùng cái động lực của mình á, thì mình không có một cái động lực để mình cố gắng. Mình cứ siêu ở nền, để cho mấy anh chị này bơi cho chay coi ha. Rồi bắt đầu là chay sẽ thấy là bắt chước theo, là bắt đầu bơi giỏi chứ gì đâu. Bởi vì trong môi trường nào cũng vậy đó. Nếu mà mình muốn cố gắng á, mà mình tốt á, mình phải chơi với những người hơn mình. Không phải hơn mình là hay không phải phải giỏi hơn mình á, thì mình mới học hỏi được cái giỏi của người ta. Đó, cho nó nhìn mấy chị này bơi xu cái chị này thôi luôn chứ leo lên level 4 chơi bơi với chị này bự dữ. Ui trời ơi, chị bơi giỏi quá. Rồi bắt đầu tới ai đây? Tới chay nè. Rồi nhúng nước, nhảy xuống con, chút con coi bác kìa. Rồi giờ sao nữa? Bà ráng, nói chung là bà bò không được, bà ráng bà lết, bà cà lết thì chơi tao bà cũng tới đích thôi chứ còn gì đâu. Trời ơi, chị này chỉ lặn lâu rồi, xô giỏi chưa? Chị đó giỏi đó. Xô, bà nhỏ nhất đám đó cô chú à. Thấy chị này chị cũng thuộc loại nhỏ con chứ nhìn chắc không biết chị có bằng tuổi con chơi không biết. Biết con ai không biết, nhìn đập gái vậy sao? Xô. Nè, nay chơi là bộ 4 là chơi với toàn là đàn anh đàn chị không ấy, phải giỡn đâu. Chơi người ta dạy dạy kìa, lo đi nhìn ai vậy? Trời ơi, con nó nhìn ai vậy? Nó nhìn mấy bé kia khóc có được không? Trời ơi, nó không lo nhìn, nó đứng đó, nó lo nó nhiều chuyện, người ta khóc kệ người ta. Không lo học hành gì hết. Chắc mỗi level, mỗi cái cô giáo khác nhau, người ta dạy cái level khác nhau, làm sao không hiểu. À, level 4 là học vậy đó, học lặn, cứ lặn xuống biết đó đó. Rồi yên tâm ngồi im cái lớp này 1 năm, hy vọng 6 tháng sau chơi bơi được giống như mấy chị kia. Trời ơi, cái chị này đứng còn cao hơn cái hồ bơi luôn á. Con bé này chắc coi cái nó cao vậy đó chứ tuổi nó cũng không có nhiều đâu. Ôi. Bà đứng gần ai cũng ngồi, bà đứng gần chi không biết nữa. Cái không biết sao ngồi á, ngồi đã bị hụt nước. Ngồi là người ta ngồi á, là người ta ngồi tới cái vai người ta phải không, giống như bé này ngồi là ngồi tới cái vai. Còn chay mà ngồi xuống là tới cái miệng cái mũi luôn nên nó sợ lắm, giống ngồi hụt nước. Giỡn không à, cái giỡn cả rỡn không à. Trời em bé kia khóc quá trời luôn. Không chịu bơi khóc quá trời luôn. Nó cô chỉ đó rồi phải lặn xuống vậy đó. Tội nghiệp ghê, bơi ra hả? Phải gì đó. Mà ngọc nhiều có nhiều khi thấy đeo cái đó thấy vô lý dễ sợ luôn. Lặn cái mặt nó cũng chung với cái hồ nước rồi. Rồi nhưng mà nhiễm bệnh thì nó cũng nhiễm chung vô rồi, còn đeo cái kia làm chi nữa cũng không hiểu luôn á. Đúng không? Thấy Ngọc nói, cơ thể mọi người thấy Ngọc nói đúng không? Thí dụ như mà lặn xuống là cái cũng lặn xuống chung rồi, cô giáo và học trò lặn xuống chung thì cái hồ nước nó mới nhiễm hết rồi. Thì đeo vậy đeo kia làm gì? Cho nó tù túng. Không hiểu ta ơi. Phải chi mà ở trên bờ khô ráo á, mình đứng cách xa nhau đều vô. Hello con, trời. Còn này ở chung với nước lặn xuống cầm tay đồ này kia rồi đeo đó anh chị. Cái này Ngọc không hiểu, Ngọc thắc mắc thiệt luôn á.
đây cô chú ơi, đây là Chi, khi Chi mới bơi xong là cô chú ơi. Chi nói cho cô chú nghe coi bơi vui không? Bữa nay con học bơi với mấy anh chị khác hả? Dạ. Vui không con? Quá trời chị luôn. Quá trời chị luôn hả? Dạ. Rồi có anh không? Dạ. Mấy anh? Khoảng mấy anh. Con có bao nhiêu anh ở trong đó? Hồi nãy cái lớp đó có bao nhiêu anh, có bao nhiêu chị? Trong lớp đó phải có một chị và một anh và hai chị không? Đúng không? Mẹ giống nhau. Giống nhau sao? Cái này ăn kẹo à. Cái này chu ăn kẹo. Đúng rồi, cái này ăn kẹo rồi sao nữa? À, cái này chất đổ mì. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Ok. Không có ok, trời, nó đẻ, nó đổ, nó làm đổ xong nó nói it's ok, có được đó không? Ôi, trời ơi. Thôi, ăn cái mỏ đó nè. Ngon không? Giống nhau mẹ ơi. Giống nhau không? Giống nhau mà mẹ ơi. À, giống nhau hả? Ok, you know through. You through. Can put him here. Throw the ball. Pull it this way. Put it like this, baby. I want this. So you have a longer way. Here, do over mọi here. Người thấy em Mỹ so trong like nhà người ta this. Mang giày, mang dép this. Luôn á. Còn mình nó giống như mình đi ra ngoài, mình vô and nhà người ta mình gỡ dép ra đúng so không? Còn Mỹ là người ta mang giày, mang dép luôn. Oh my god. Good job. So you could get the last three. Oh. One more time. Wow. Good job. Yeah. Cái này đi qua Texas là cũng phải mua đồ chơi cho nó để sẵn ở đó để nó có nó chơi chứ còn. Không, mỗi đi mỗi địa phương là có mỗi đồ chơi thấy không cô chú? Về nhà có đồ chơi ở nhà. Qua Chicago phải có đồ chơi ở Chicago. Đi qua nhà người ta cũng phải có đồ chơi. Rồi giờ đi thắt xịt cũng chuẩn bị phải đi mua đồ chơi. Không, tại vì nó con nít mà nó phải đồ chơi chứ sao nó ngồi nó bấm điện thoại như mình hoài được. Cái đó là điều bắt buộc thôi. Phải kiếm cái đồ gì cho nó chơi. Rồi thải đi. 1, 2, 3, throw. Jay, you gotta look at it before you throw. Okay. Now roll it like this, JD. Let me show you. Roll it. JD, let me show you. No, I gotta show you. Look. Watch, look. Watch mommy. Here, you gotta do it like this. Watch one. Mommy. Watch mommy. JD, look. Watch mommy. Roll it. See if you can get the other ones. Go like this. See? Watch my hand. Like this. Roll it. All right. Go farther. You're cheating, JD. You look really cute in your Anna dress. Let me set him up. All right. So can you say please? JD, can you say please? Is please the magic word? Please and thank you. Two, and then the frog in front. Let's put froggy in front. All right, here we go. So go like this. Throw it like that, and it'll come down. All right, go like that. Bà đang chỉ cho nó cái cách. Bà đang chỉ cho nó. Oh, Jay, you got it. Okay. All right. It's falling. Yeah. It's falling. Wait. Oh, you! You're too fast. Mặc cái quần vô cho nó đừng có lạnh phải không? Chứ mà mặc cái váy không lạnh. Mấy con chó bị nhốt ở trên kia. Xuống rồi. Oh, doggies. Hi, girls. Hello. Hi, you guys get it done? Yeah. Oh, wow, that was fast. Honey, look what Jade made. Wow, yay for you. Very good. She's gonna beat up. Now Daddy didn't get to see it. You're gonna have to make it so Daddy can see it too. Gotta do it for Daddy now so he can see. Oh, and you had the people in the house too. You guys hungry? Let's have margaritas. Daddy? Có được không? Trời ơi, có hai cha con. Yeah, we should buy that for JD at home. She loves Lego. Yeah, she loves to build. Yeah. Toy, what is it called? Let me order it on Amazon. I ordered it on Amazon. Oh,
Thôi lên Amazon order liền cái này về cho chay. Này là gì đây? Picasso title. Lên order cái này liền cho chay để nó về. Cái này thông minh lắm này. Hồi này toán tính toán học toán gì kia nè. Mà nó rất là thích biêu biêu mấy cái này. Để về để cấp máy để order cho chay coi. You want me to stack them for you, Jade? You want to get that one, but I installed one. You want to play with me? I installed one here. Neither one had an electric outlet, so I put them in myself. Hỏi bà muốn chơi với con không? I'm gonna probably do. Lita doesn't want one, and it's all she has all. It's fine. Pile in there. Okay. So I don't want to do it anyway. So I'm gonna probably do it in my small bathroom. Oh, in our bedroom. Wait, I don't know if I know how to do it. Wow, that looks like a comfortable chair, JD. It is really comfy. It's only a couple and it doesn't fall over, you know? So she just goes. So when the girls are here, sometimes they fight.